Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Hello Shop. Và chắc hẳn là trong thời gian nghỉ dịch vừa qua thì ai trong chúng ta cũng đều dành rất là nhiều thời gian rảnh của mình để chiến game, đúng không nào? Vậy thì nhân cơ hội ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một series game rất là hot trong thời gian vừa qua, có tên là Animal Crossing. Còn lý do vì sao tựa game này lại hot đến như vậy thì hãy cùng xem hết video này nhé. Animal Crossing được đánh giá là một trong những tượng đài game của nhà Nintendo. Loạt trò chơi này đã rất thành công về mặt doanh thu lẫn cả chất lượng và đã bán ra hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới trong khoảng thời gian đầu ra mắt. Đây cũng là series game độc quyền của nhà Nintendo. Tính đến thời điểm hiện tại thì Animal Crossing đã tồn tại 18 năm rồi. Và phần game mới nhất có tên Animal Crossing New Horizon ra mắt vào ngày 20 tháng 3 vừa qua cũng đã bán được hơn 2 triệu bản chỉ sau 3 ngày ra mắt. Một con số rất là khủng khiếp, đúng không nào? Không như những tựa game khác, Animal Crossing mang lại cho người chơi cảm giác đơn giản và dễ chịu chính bởi gameplay cơ bản của nó. Người chơi sẽ hóa thân vào nhân vật loài người duy nhất trong game. Các nhân vật còn lại của game sẽ đều là động vật nhưng được nhân cách hóa lên với hình tượng chibi vô cùng dễ thương cùng với ngôn ngữ rất là đặc trưng. Animal Crossing là dạng game mô phỏng lại đời sống hàng ngày. Người chơi không cần phải cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ gì đó để mở ra một nhiệm vụ khác, cũng không cần phải đi giết quái vật để cứu một ai cả. Khi chơi game này, người chơi hoàn toàn có thể chủ động làm những việc mình thích vì đây là dạng game có kích mở nên sẽ không áp đặt nhiều. Animal Crossing hướng đến hoạt động trải nghiệm khi nhân vật của bạn sống trên một hòn đảo. Ở trên đó thì bạn sẽ phải đi thu thập vật phẩm này, đi câu cá hay là hái hoa bắt bướm, trang trí nhà cửa cũng như là tương tác với các nhân vật khác trong game. Nghe thì đơn giản nhưng lại rất thú vị vì dường như ai trong chúng ta cũng đều có mơ ước rằng một ngày nào đó tất cả những gì chúng ta cần là một cuộc sống yên bình như vậy thôi. Một điều nữa thú vị ở tựa game này đó là thời gian trong game sẽ được đồng bộ với lịch và thời gian thực ở máy game. Có nghĩa là nếu máy game của bạn được chỉnh đúng với thời gian thực tế thì game cũng sẽ đi theo thời gian đó. Ví dụ như khi chơi game vào lúc 9 giờ sáng thì bạn sẽ thấy được bầu trời sáng trong, còn vào lúc 9 giờ tối thì bầu trời trong game cũng sẽ sụp tối đi. Cùng với đó là các hoạt động đi cùng như đốt lửa trại, ca hát, hoặc là lúc nhân vật đi ngủ thì người chơi cũng được thấy giấc mơ của nhân vật của mình nữa. Ngoài ra thì một số sự kiện trong game cũng được làm tương đồng với những ngày lễ ngoài đời thật, càng làm cho người chơi thích thú hơn nữa vì độ tương tác của game với thế giới thật. Sẽ có rất nhiều thắc mắc về vấn đề chơi Animal Crossing thì có thắng hay không, hay là chơi thì có khó hay không, thì câu trả lời là không và không. Animal Crossing là tựa game dễ chơi, nhưng khái niệm thắng hay thua cũng sẽ không xuất hiện trong game này. Thắng là thắng khi nào? Khi người chơi sưu tập đủ các vật phẩm hay là khi hoàn thành hết các nhiệm vụ hàng ngày. Không có ai có thể khẳng định được cả vì tựa game này chả có kết thúc. Người chơi cứ chơi cho đến khi nào không muốn chơi nữa thì thôi. Nhóm phát triển của Animal Crossing luôn hướng đến tiêu chí tạo cho người chơi cảm giác muốn làm gì đó hơn là phải làm như những tựa game khác. Nếu như người chơi muốn xây nhà hoành tráng thì người chơi đó sẽ ra sức kiếm tiền, lao động để tạo ra vật phẩm. Còn nếu người chơi chỉ thích sống chậm, ngày ngày hái hoa bắt bướm thì cũng chả sao cả, bởi vì thế giới trong Animal Crossing là một thế giới riêng của mỗi người chơi, được họ mang chính cái tôi của mình vào trong đấy. Và ai lại không muốn có một thế giới của riêng mình, đúng không nào? Linh hồn của tựa game này không nằm ở đâu khác mà chính ở ngay các nhân vật trong game. Tạo hình nhân vật rất là dễ thương và nhiều màu sắc tươi sáng làm cho người chơi từ già cả lớn bé đều yêu thích. Và đây cũng là một điểm mạnh của Nintendo. Không những vậy, những đoạn hội thoại trong game cũng được đầu tư rất là kỹ càng, lồng ghép vào đấy là sự tinh nghịch và hóm hỉnh. Chính nhờ những yếu tố này đã tạo nên một mối liên kết giữa người chơi và game. Sự tương tác giữa người chơi và game đã vô tình tái hiện lại một khả năng cơ bản và tối quan trọng của xã hội, đó là sự giao tiếp. Nhiều người sẽ ngộ nhận từ đầu rằng đây là tựa game dành cho trẻ con bởi vì nhìn nó quá là hoạt hình. Thế nhưng, nếu trẻ con thích chơi Animal Crossing vì nhân vật dễ thương, nhiều màu sắc tươi sáng thì theo cá nhân mình thấy, người lớn vẫn có thể chơi được tựa game này. Vì sao ư? Vì Animal Crossing đem lại cho người chơi một cảm giác yên bình khi chơi, không phải tính toán đường để đi đánh quái hay là phải giải mật mã các kiểu như những game khác. Animal Crossing như một tựa game để xả stress, như một liều thuốc vitamin giúp cho người chơi cảm thấy thư thái hơn, vui vẻ hơn sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Và theo mình, đó là những lý do đã và đang làm nên độ hot của series game này.
Và mới đây thì nhà phát triển game đã cho ra mắt phần game chính thống mới có tên là Animal Crossing New Horizons. Mình nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng nên trải nghiệm qua tựa game này một lần vì những năng lượng tích cực mà nó mang lại. Còn các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy comment ngay bên dưới cho mình biết nhé. Mình là Ngân, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye! Và các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Hello Shop để cập nhật được những video mới nhất nhé.